Tiểu sử hải tốc độ. Hải tốc độ tên thật là Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1987. Hải sinh ra và lớn lên tại Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh. Gia đình Hải có ba anh em, Hải là con trai út. Hải là một đại ca giang hồ khét tiếng, dưới trướng của Hải tốc độ có hàng trăm đàn em. Hoạt động chủ yếu của băng nhóm Hải là bảo kê nhà hàng, khách sạn, các bến xe và sòng bạc lớn. Ngay từ nhỏ, Hải đã có tố chất của một tên giang hồ. Mới lớp 7, hắn đã dùng rìu chém một tên đô con lớp 9, đứt ba xương sườn. Sau đó, gia đình Hải phải sang xin lỗi nên sự việc cũng được êm dịu. Sau vụ việc này, Hải cũng bỏ học và tụ tập đám thanh niên trong xóm đánh nhau quậy phá. Năm 2003, gia đình Hải bắt đi bộ đội, mong rằng hắn sẽ tu tỉnh bớt quậy phá. Đến năm 2005, khi sắp xuất ngũ, thì Hải lại đánh nhau với một người cùng đơn vị, khiến người này dập sống mũi và gần đuôi mắt. Sau khi xuất ngũ, Hải lại tụ tập với đám thanh niên lêu lỏng tại Tây Ninh. Năm 2015, để lấy số mở rộng địa bàn, Hải một mình sang đất Bình Phước gây chiến với các băng nhóm khác tại đây và dần thu phục được thêm nhiều đàn em tại Bình Phước. Cái tên Hải tốc độ được giới giang hồ đặt cho xuất phát từ tài ứng biến khi xử lý mọi chuyện. Hải xử lý một cách nhanh chóng gọn gàng, không để lại sơ hở hay sai sót nào. Không chỉ vậy, khi nhắc đến Hải tốc độ, giới giang hồ Bình Phước Tây Ninh, ai cũng nể sợ vì sự lì lợm và liều lĩnh của hắn. Trong các cuộc hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn, thanh toán giữa các băng nhóm để tranh giành địa bàn làm ăn do Hải cầm đầu đều diễn ra rất nhanh chóng, dù chủ động hay bị động thì phần thắng luôn thuộc về hắn. Trái ngược bản chất lì lợm hiếu chiến bên trong con người Hải tốc độ được nhận xét là một người có vẻ ngoài điển trai, vui tính và hòa đồng. Nếu những người mới tiếp xúc nói chuyện với Hải, sẽ không ai nghĩ rằng đứng trước mặt mình là một đại ca giang hồ máu lạnh. Hải không phải là một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, Hải sống có trên có dưới. Được biết, sau các cuộc tranh giành địa bàn thì Hải đều chia lại cho các anh em. Vì vậy, Hải không những được đàn em nể trọng mà trong giới giang hồ cũng rất nể phục con người của gã. Đàn em dưới trướng Hải đều gọi gã với cái tên anh hai. Đại ca giang hồ này cũng đã nhiều lần bị các băng nhóm lập kế hoạch và tiến hành đánh lén nhằm hạ bệ và tiêu diệt băng nhóm của Hải. Nghe đàn em của Hải kể lại, đã có lần Hải bị một băng nhóm đánh úp trong khi Hải đang đi cà phê với bạn. Trong cuộc hỗn chiến đó, dù đơn phương độc mã, nhưng Hải vẫn một mình một dao, lao vào đối thủ với gần chục tên trên tay đều là hàng nóng. Mặc dù bị thương nặng, nhưng cuối cùng gã vẫn là người chiến thắng. Sau sự việc đó, đã làm cho tên tuổi của Hải ngày càng được giới giang hồ biết đến nhiều hơn và càng được khẳng định vị thế của một đại ca trong giới giang hồ. Năm 2017, trong một trận giao chiến, tranh chấp địa bàn làm ăn với một nhóm giang hồ khác tại địa phận Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước, Hải cùng đồng bọn đã chém đứt lìa chân trái đối thủ tại quán cà phê Blue, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Sau đó, Hải dùng chứng minh giả để thay tên đổi họ lẫn trốn xuống thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vẫn không thoát. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Hải bị bắt và tuyên án 5 năm tù vì tội cố ý gây thương tích và hiện đang chấp hành án tại trại giam An Phước thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.